Hello hello, cho anh em quay trở lại với channel của mình ngày hôm nay nhé. Tiếp tục hôm nay sẽ vào gặt lúa bên cái con số 8 ha anh em. Hôm qua âm mất 5M các bạn, nay phải vào gỡ lại mới được. Đánh gì đây anh em ơi, chắc là bạn đánh ta xỉu thôi. Con này thì được cái rất là nhiều game đây anh em nhé, con 68 này. Được cái thì chơi khá là nhiều game. Mình thì mình vẫn chỉ có chơi tài xỉu thôi nha anh em nhé. Mình thì mình chỉ chuyên chơi một trò thôi. Đấy, mình thích mở bát nó quen mẹ rồi anh em ạ. Nhiều anh em so sánh giữa cái con 68 này và con thân Win ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là ra thì điểm so sánh nó hơi buồn cười. Ở cái là thân Win thì nó là một con ra mắt lâu rồi. Đó, gần như là nó là một trong những con tài xỉu ra mắt đầu tiên. Con 68 này thì nó ra mắt từ 2019, nhưng mà thời gian gần đây cái này tầm khoảng 1-2 năm thì nó mới bắt đầu nổi lên nhiều đó, nên là để mà so sánh giữa hai con này nó rất là khó nhá. Sun Win thì nó vẫn chơi, mình thấy ở thời điểm hiện tại thì Sun Win chơi vẫn rất là ổn đấy anh em nhé, nhưng mà có cái là rút tiền bên Sun Win nó hơi nâu đó. Và còn một điều đặc biệt nữa là bên Sun Win hiện tại này đây, nó đang có rất là nhiều những cổng game fake nha anh em nhé. Bên Sun Win nó đang có rất là nhiều những cổng game fake, nên là anh em chơi thì rất là nhiều anh em đang chơi nhầm phải những cổng game nhái. Còn bên 68 thì được cái hiện tại thì mình chơi trong vài tháng vừa qua mình thấy nó khá là ổn, ở cái là làm rút nhanh gọn, trừ vế thấp, và mình bắt cầu thì nó cũng không có bịp nhiều lắm nha anh em. Còn để mà chơi và đánh tàu xỉu nó online rồi thì để mà kiếm được một cổng game nào không bịp thì thực ra thì nó chả có anh em ạ. Cổng game nào thì nó cũng có sẽ có những cái độ bịp nhanh anh em nhá, quan trọng là nó bịp anh em ít hay là hay là nhiều thôi. Kể cả là đến những cái cổng game lớn như kiểu là Sun Win thì nó cũng bịp nha anh em. Đó, những cái cổng game to như kiểu Sun Win hay là Go 8, con Go 8 thì nó đổi qua thành 789 Club hay sao anh em, hay là Hit Club ấy, thì mình cũng không để ý nữa. Các bạn là từ đợt con Go 8 nó sập thì mình cũng đã không còn chơi nhiều rồi anh em ơi. Cầu này thì mình tiếp tục bắt xu hướng xem nào, sập sâu rồi nhỉ. Cầu bắt tài tiếp nha anh em nhé. Đó, đánh thì cứ nhẹ nhàng tình cảm mà đi thôi, chứ không cần phải quá vội vàng hay là đánh nhiều. Cái quan trọng là cái hàng ngày anh em chơi anh em có lãi là được, chứ còn để mà chơi liên tục mà ăn tham ấy, nhiều anh em mình đi chơi đánh rất là tham nhá, đánh kiểu ăn lên đổi nhưng mà không bao giờ anh em chịu nghỉ. Lúc mà anh em chơi mà không biết một cái điểm, không có một cái điểm dừng như vậy thì nó rất là khó anh em ạ. Kiểu gì thì anh em cũng thua lại thôi, kể cả là nhà cái đó nó có nhà cho anh em ăn bao nhiêu đi nữa thì nó cũng sẽ thua thôi. Hiện tại thì hai mã này thôi là mình đã ăn được khoảng 5M rồi nha anh em nhé. Đó, thắng hai mã thôi là mình đã bố được 5M rồi. Đó, như bình thường mình chơi thì đến tầm này là mình có thể nghỉ luôn rồi nha anh em, chứ mình không có đánh tham nữa. Còn để mà chơi tài xỉu thì mình thấy hiện tại nó đang có rất là nhiều cái cách chơi hay là phương pháp khác nhau, nhưng mà mình thì mình vẫn giữ nguyên cách chơi của mình là quản lý vốn và chia vốn hàng ngày đánh cho nó hợp lý nha anh em. Nhiều anh em mình thấy chơi nó rất là ham bị cuốn một cầu đó anh em ạ. Tiếp tục là đánh tài, nhưng mà là hiện tại thì mình đang dương vốn rồi nên là mình sẽ đánh nhỏ lại. Mình sẽ đánh khoảng một mã thôi. Gần đây thì nhiều anh em hỏi mình về con Sun Win linh tải thứ đấy, thì thực ra thì linh tải thì mình cũng đã hướng dẫn cho anh em rất là nhiều rồi, nhưng mà cái linh tải của Sun Win ấy thì nó bị fake và nó thường xuyên bị phí rất là nhiều nha anh em. Đó, nên là hôm nay mình mới check lại cái link và mình để dưới phần mô tả video, thì anh em nào thích tải có thể tải nhé. Địt mẹ mà gãy rồi anh em ơi, may quá đúng mã cuối đặt nhỏ đi thì gãy, hiện tại vẫn đang dư 4M đéo no, không lo anh em ạ. Nay mở tí nhạc cho đỡ buồn anh em, mà hôm chơi không mở nhạc anh em vào nói quá. Hiện tại mình mới tạo một cái nhóm tai nghe đấy anh em. Mình mới tạo một cái nhóm tai nghe thì anh em nào chơi thì có thể tham gia nhóm mình cho vui nhá. Link nhóm thì mình để cho phần mô tả video nha anh em. Đấy, nhóm của mình thì trả thu phí phủng gì đâu, mà anh em vào nhóm thì có thể chia sẻ kinh nghiệm chơi cho nhau, hay là có những cái vấn đề gì về rút tiền bên bất kỳ một game nào thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Cũng như là mình sẽ thường có ăn ấy là mình sẽ thường xuyên độc ná cho anh em nhá. Đấy, 2M xỉu 8 này, 8. Ok chơi anh em, nó lại là đẹp đấy ngay anh em ạ, nó lại là ngon ngay.
đơn giản đấy thôi anh em ạ, không cần gì nhiều. 22m5 rồi này, 87. Hiện tại thì phiên thì chưa sập con nào về 6 cả. Phiên gần nhất 877 815, 15 này, ở đây tôi có một phiên 15 rồi này. Câu này thì mình sẽ đánh hồi nhé nhá. Câu này thì mình sẽ đánh hồi ta khoảng 2M tiếp. Đấy. Đánh thì anh em có thể xem cách chơi của mình. Nói chung là mình cũng không cần phải giải thích quá là nhiều, nhưng mà anh em xem bây giờ của mình thì anh em có thể học hỏi hay là gọi là tham khảo cách chơi của mình, để mà nói học hỏi thì nó hơi quá. Thì mình có thể nói là tham khảo nhá, tham khảo cách chơi của mình xem nó có hợp lý không. Nếu mà anh em cảm thấy cách chơi của mình hợp lý thì anh em có thể áp dụng theo, hoặc là anh em không thấy hợp lý thì anh em có thể xem video mình mang tính chất giải trí thôi. Tại vì cái nội dung mình làm ra thì cũng chỉ mang tính chất giải trí và chia sẻ, cũng không có gọi là cái gì gọi là quá cao siêu cả anh em. Hay là không có gì gọi là hướng dẫn hay là chỉ trỏ nhé nhé. Ok. Đấy. Cầu này vẫn bệt 9. 789 à. Ui cơ mẹ, dây 789 em kìa. Quả dây 789 này máu đấy nhỉ. Ok. 789 thì sẽ cho một con hồi tài hai anh em. Thì cầu thì mình sẽ chốt một mã khoảng 2M thôi. Còn đề lại 18m5, nếu mà mã này thua thì mình, chắc là hôm nay mình sẽ ăn khoảng 16. Nếu mà mã này thua thì hôm nay mình sẽ ăn khoảng 2m nhưng anh em nhé. Đấy. Cái mà là chơi đến tầm ăn rồi thì nên nghỉ nha em ạ. Chứ còn để mà ăn được rồi mà bắt đầu này thua lại được một tí thôi này anh em lại muốn gỡ ấy. Thì thực ra là chính cái lúc đấy này anh em mới bắt đầu là đi thua thôi. Ok, nhưng mà mã này nó vẫn nhả cho mình. Thì là hiện tại mình bú được 6m trong ngày hôm nay. Nghỉ thôi anh em. Đấy, đơn giản thôi anh em ạ. Tài xỉu thì luôn luôn là phải ăn non thì mới có thể thắng được. Bye bye anh em nhá.